Hey, xin chào bạn. Ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu về DOM Selector với phương thức là Get Element by Tag Name. Tiếp tục ở video này, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một phương thức tiếp theo trong DOM Selector, đó chính là Document Get Element by Class Name. Document.getElement by class name. Các bạn nghe là các bạn đã đoán được rồi đúng không? Thì chúng ta thay vì sử dụng tên thẻ thì lúc này chúng ta sẽ sử dụng là class của thẻ. Tôi lấy ví dụ như sau. Tôi sẽ tạo ra một cái listen bar. Và trong đây tôi sẽ tạo ra một trang HTML index.html. Xong đây tôi sẽ nói về title của chúng ta sẽ là DOM Selector. Và tôi sẽ lấy ví dụ về 5 cái thẻ P giống như bài trước. Đây tôi cũng sẽ có 5 cái thẻ P. Đó. Và tôi sẽ khai báo script. Và thay vì tôi sử dụng tên thẻ thì lúc này tôi sẽ sử dụng class. Tôi sẽ để là ví dụ như là tag. Đó. Chúng ta sẽ có 5 cái class giống nhau. Vì class chúng ta có thể được phép đặt tên giống nhau, phải không các bạn? Thì lúc này tôi sẽ tạo ra một cái biến là list class. Tôi để là list pay object đi. Và tôi sẽ sử dụng cái phương thức là document.getElement by tag là by class name như thế này, và tên class của tôi đây sẽ là tag bằng trong dấu nháy đơn hoặc nháy kép, và tôi console log lên thì các bạn thấy là kết quả cũng không khác gì đối với việc sử dụng tag name. Đây tôi chạy trang này lên thì các bạn xem này. Đó, các bạn nhìn thấy là tôi cũng sẽ chọn ra được 5 cái thẻ này dưới dạng danh sách mảng như thế này. Và để truy xuất vào từng cái đối tượng này, từng cái đối tượng thẻ này đây, thì tôi sẽ phải duyệt mảng. Đó, thì tôi làm tương tự for y bằng 0, y nhỏ hơn hoặc bằng bằng thôi list chấm len và y cộng cộng. Mỗi lần tôi sẽ tác động được vào cái list object này và tôi chọn một cái phần tử bên trong cái mảng đó thông qua y, và tôi chấm style chấm talent. Đó, thì các bạn thấy là nó khá là giống với cách chọn của tag name. Ở đây nó không khác gì cả, thì tùy vào từng bài toán cụ thể mà các bạn sử dụng cái phương thức class name hay là tag name cho nó phù hợp. Đây là tôi giới thiệu cho các bạn cách để các bạn có thể dùng nó. Còn về bản chất nó là giống nhau. Đó, thì tôi xin phép dừng video này tại đây. Các bạn hãy thực hành nó ở trên máy của mình. Chúc các bạn học tốt.